Đây, số cây mai vàng nha. Rồi, cây số 1 này là K1, là cây tứ quý nha mọi người. Này, cây mai tứ quý nè. Đế cũng tương đối khá lắm nè. Nè. Đế nè. Cái này là bầu đất cát nha. Ngày mình về mình trồng mình cũng mở bầu đất nha mọi người. Nè, lá cát nè. Lá mai tứ quý nè. Anh em về ghép hoặc chơi game cũng chơi được anh em ơi. Hoành đó là 24, gần 24 nha. Nè. Chiều cao của nó 1m12. Đường kính bầu 35. Rồi, cây mai tứ quý là mã số K1. Em giao với mọi người 900.000 bao ship. Rồi, 900.000 bao ship. Cái mai vàng này này rút chậu gì nè không? Đó. Này rút chậu ha. Cây cũng sống khỏe bình thường nha anh em. Đó. Này nữa ơi, ấy ốp ốp giấy vô cho anh em. Rồi mã số K2. K2. Rồi hoành luôn. Bên đó đây nha mọi người. 22. Ngay đây là 22. Rồi 650.000. K3. Cây này có bộ đế quái lắm nha anh em. Nhưng mà nó dở cái nó bị chỗ này bên này nó bị bể nha anh em, nó hư hư đường này. Này ha. Vàng ha. À, để cho anh em coi ha, nó hư đường này nè ha. Đó. Đồng ở đây trên đây là sống khỏe bình thường ha. Đây rồi quay kỹ mặt cắt cho anh em xem đây. Mặt cắt nè. Mặt cắt 4 bên, 1 2 3 4 bên đều có chồi hết trơn ha. À. Nó chỉ dở cái nó bị một cái lằn này nè. Đó, nó có lằn cỡ anh em về ghép chơi cũng được. Được cụ đế cũng hơi quái nè. Quái gì? Mai vàng. Mai vàng. Số này là mã số K3. Hoành nó là 30. Chiều cao là 61. Đường kính bầu là 47. K3 em giao lưu với mọi người 600.000 bao ship. Rồi 600.000 bao ship. Mã số K4. K4. Mai vàng. Không phôi mai vàng nha nè. Cái này phôi mới bứng lên ha. Cây này cũng đang đâm chồi nha, nhú chồi trơn nè anh em ơi. Đây cũng vậy nè. Đây. Đây mấy cái lỗ này là mấy cái chỗ này là mặt cắt ha. À, cái nhánh cũ. Cái lỗ này nhánh cũ. Hoành đây là 24,5. Chiều cao 53. Chiều dài cái bầu là 40. Rồi, mã số này là mã số, cái này có khổng đế chơi vơi đấy. K5 giao lưu với mọi người 700.000 em bao ship. K6. Cây này đang nhú chồi lại luôn nè anh em ơi. Đó. Đây này chỉ có thằng nó hơi xấu xấu chút thôi. Này nó bị lũa chỗ này thôi. Giá rẻ bèo nhèo luôn anh em ơi. Đó, giảm giá sập sàn luôn. Giảm giá dữ lắm luôn rồi ha. Em bán cây này lỗ luôn đó mọi người. Ai dớt gì em cái này. K6. Cũng nhú chồi bên nách rồi đó nghe nè. Nè, dưới đây nó cũng có chồi nè, thấy không?
có bị sẹo chỗ này ha, à, trên thân đó là bị sẹo ở đây, quanh nó là 24, chiều cao là 37, đường kính bầu là 38, ca 6 này em giao lưu với mọi người là 700.000 bao ship. Rồi, tiếp theo ca 7. Cái mai tàn. Mã số này là mã số K7. Này rẻ sập sàn luôn em ơi. Đó, tiền ship cây này cũng có 200.000 tiền ship, 300.000 tiền ship rồi. Đó, này bán rẻ sập sàn luôn ha, cây đang râm chồi, phước rất là mạnh luôn nha anh em. Đó. Cây này một cốt. Rồi quanh luôn đi. Đây nè. Cho tốt trên đó 20. Cao mét rưỡi. Cho mét bầu 40. Cho mét 6 anh em ơi, trên mét 6. Bàn nó là khoảng 1 mét 1 mét 15. Rồi, cây cuối cùng của clip luôn.